Ở tỉnh Hà Tĩnh, từ lâu nay, sản phẩm nông sản hành lá thôn Lòng Lộng, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc đã tạo dựng được thương hiệu nổi tiếng, trở thành cây trồng chủ lực của địa phương. Vừa mang lại nguồn thu nhập kinh tế ổn định, nâng cao đời sống, vừa góp phần giải quyết nhiều công ăn việc làm tại chỗ, nhất là đối với các lao động lứa tuổi trung niên trở lên. Ông Trần Bích Nhân, 66 tuổi, ở thôn Lòng Lộng, xã Thuần Thiện, là một trong số những hộ dân đã có thâm niên trồng hành lá cho biết, thời điểm này gia đình đang trồng gần 2 sào hành lá. Sản xuất quanh năm, cứ 2 tháng lại cho thu hoạch một lần. Thị trường tiêu thụ hành lá khá ổn định, hiện nay giá bán tại ruộng là 12.000 đồng một ký, còn đưa vào các chợ đầu mối khoảng 15-20.000 đồng một ký. Thậm chí có thời điểm lên đến 50.000 đồng một ký. Bình quân mỗi năm gia đình thu về giá trị kinh tế khoảng 60-70 triệu đồng từ cây hành lá này. Theo ông Trần Bích Nhân, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết hàng năm, thông thường thì cây hành lá ở thôn Lòng Lộng bắt đầu nở hoa rộ, đồng loạt từ khoảng thời điểm cuối tháng 11, tháng 12 trong năm, sau đó hoa tiếp tục phát triển cho đến khi chín mùi, chuyển sang màu đen, hình thành hạt và tàn dần vào cuối tháng 2, tháng 3 âm lịch năm sau. Tiếp đó, các hộ trồng hành sẽ tiến hành thu hoạch ngắt hoa, cẩn thận cho vào bao bóng đưa về nhà lấy hạt, đem phơi khô, rồi bỏ vào ngăn mát của tủ lạnh. Công đoạn cuối cùng là lấy những hạt này làm giống đem ươm thành cây hành con để tiếp tục sản xuất mùa vụ hành lá mới. Ông Phan Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuần Thiện cho biết, để phát triển mô hình này, thời gian qua ngân sách các cấp cũng đã hỗ trợ 350 triệu đồng, giúp người dân xây dựng hệ thống tưới nước tiết kiệm, lắp đặt các trụ tiếp điện máy bơm tại khu vực đồng ruộng. Hiện nay ở địa bàn có trên 30 hộ dân chuyên trồng hành lá với diện tích khoảng 2,5 hectare và nhân rộng thêm khoảng 2 hectare trong vườn hộ gia đình. Hành lá Thuần Thiện chủ yếu được tiêu thụ trên thị trường tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An với giá dao động từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng một ký, có thời điểm cao hơn, bình quân mỗi năm hành lá cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng một hectare.